Xin kính chào quý vị khán giả đang trở lại với chuyên mục Thời sự xe của chương trình Xe và Xu hướng. Thưa quý vị, từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 3 vừa rồi thì chúng tôi có dịp tham dự một cái chương trình trải nghiệm rất đặc biệt được Ford ASEAN tổ chức để trải nghiệm mẫu xe Ford Ranger Raptor. Và rất là tình cờ thì gặp anh Hồng Đăng là một diễn viên. Anh cũng là người rất là yêu thích xe bán tải và anh lại đang sở hữu chiếc Ford Ranger Raptor nữa. Và hy vọng là cuộc trao đổi ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị những thông tin thú vị hơn về chiếc xe bán tải rất là đặc biệt này. Xin cảm ơn anh Hồng Đăng. Xin chào Trường, xin chào quý vị khán giả. Đầu tiên thì anh Đăng có thể chia sẻ là vì sao mình lại chọn cái mẫu xe bán tải đặc biệt này ạ? Nói về mẫu xe bán tải thì chính xác thì tôi thích chiếc Wildtrak 2015 bản 2.2. Nhưng mà thời điểm đấy thì chưa thuyết phục được bà xã, cho nên là vẫn chưa sở hữu được. Cho đến năm 2017 thì đến ra đến bản 3.2 thì tôi lại máu hơn nữa. Nhưng mà cái sức thuyết phục của mình vẫn chưa đủ đối với bà xã, bởi vì bà xã cho rằng đây là một chiếc xe rất là cục mịch, rồi rất là khó sử dụng trong nội thành. Cho đến năm 2018 thì tôi mới thuyết phục được. Tôi đưa ra những lý do là do mình có một cái nhà vườn ở hơi xa ngoại ô một chút, thì mỗi một lần phải chở những cái thực phẩm ấy, nó sẽ không bị sộc mùi vào trong xe. Rồi là ngoài ra là thi thoảng chở hàng ở nhà thì có thể là chở một cách thoải mái hơn. Thì bà xã ok cho mua. Và chiếc xe bán tải mà tôi sở hữu đầu tiên chính là chiếc Biturbo 2.0 Ranger, đúng không ạ? Ranger. Và sau đó thì tôi về tôi nâng cấp chiếc xe lên, tôi độ rất là nhiều chiếc xe đấy. Và tôi thấy rằng là bây giờ chiếc Raptor ra mà đầy đủ những cái mà mình đang cần như thế thì tội gì mà mình lại phải độ tiếp này. Thế là tôi chuyển hướng một phát sang Raptor tiếp. Và hiện giờ tôi đang sở hữu chiếc Ford Ranger Raptor và tôi hoàn toàn ưng ý với chiếc xe đấy. Bởi vì nó phục vụ cho công việc tôi khá nhiều. Ví dụ như là đối với công việc đi diễn của tôi chẳng hạn, thường xuyên là phải đi xa hoặc là xe cũng có thể để rất là linh tinh. Rồi là hành lý, rồi đôi khi là những cái đồ mà cắm trại ngoài chơi ấy, bàn ghế tôi có thể mang đi hết để phục vụ cho những cái lúc mà nghỉ trưa. Rồi giường võng tôi mang đi hết, không thiếu một cái gì cả. Cho nên tôi nghĩ rằng đây là một chiếc xe rất phù hợp với tôi. Raptor thì nó có rất là nhiều công nghệ, đặc biệt là những công nghệ mà giúp mình có thể di chuyển một cách rất là tốt trên địa hình. Thì anh thích nhất là công nghệ nào? Baja và công nghệ đổ đèo. Và tiếp đến là cái sình lầy ấy, bùn lầy ấy. Đấy, đấy là hai cái mốt mà tôi thích dùng nhất. Cũng có thể là do rằng là mình thường xuyên phải sử dụng những cái mốt đấy. Ví dụ một số phim thì bọn tôi hay phải quay ở các cái vùng núi thì thường xuyên sẽ phải leo dốc và xuống dốc, thì đấy là những cái hỗ trợ an toàn nhất cho tôi khi sử dụng xe. Ngoài ra nữa thì tôi thích nhất ở cái chiếc Raptor là chính là hệ thống treo của xe. Như hiện giờ tôi đang có mặt ở đây chính là chiếc xe Raptor đã đưa tôi đến và cả gia đình tôi, là một chuyến xuyên Việt. Thì cả một hành trình dài như thế, hai bé ở đằng sau hoàn toàn là thoải mái. Và bản thân vợ tôi cũng vậy. Vợ tôi cũng nói rằng là đi chiếc xe đi đường dài thích thật. Bởi vì thực ra thì nhà tôi ấy, nếu mà để nói cả gia đình di chuyển trên chiếc xe này thì chắc giỏi lắm chỉ rơi khoảng tầm 300 cây đổ lại thôi. Nhưng đối với lần này thì chúng tôi đi rất là xa, sẽ là một hành trình xuyên Việt. Và đối với những người mà yêu thích xe bán tải và có thể họ sẽ lựa chọn chiếc Ranger Raptor này, thì anh có lời khuyên gì cho họ? Thực ra thì khi mà Ford đưa ra phân khúc ví dụ như là Biturbo hay là Raptor thì họ đều tính đến khách hàng đang muốn gì rồi. Nếu như chúng ta không quá nặng nề về cái khâu chở hàng thì tôi nghĩ là chiếc Raptor là chiếc xe cực kỳ phù hợp. Bởi vì nó phù hợp là cái hệ thống treo của nó rất là êm ái. Ngoài ra là nó có 6 mốt để chúng ta có thể lựa chọn trong cái hành trình của mình để đảm bảo được cái sự an toàn cho người sử dụng. Đấy là cái mà chúng ta nên tính toán một chút. Bởi vì khi mà chạy một quãng đường dài ấy, thì cần một chiếc xe hiện đại và nó có hỗ trợ mình rất là nhiều, thì như thế mình cảm giác an toàn hơn. Ví dụ như hành trình vừa rồi đây tôi đi qua mũi Né thì xe một anh bạn cũng đã bị mắc cạn ở bãi cát rồi. Và chính chiếc xe của tôi đã phải cứu xe anh 2 lần. Thì qua đấy thì tôi mới thấy rằng là đối với những chiếc xe 2 cầu và hỗ trợ nhiều công nghệ, đặc biệt là chế độ chạy trên cát chẳng hạn, nó là một cái tối ưu cho chiếc xe này. Và khi mà tôi sử dụng qua các cái cung đường thì tôi thấy hoàn toàn yên tâm với chiếc xe. Hiện nay ở trên một số diễn đàn đó thì các anh em cũng hay phàn nàn về cái chuyện mà những anh em đi xe bán tải ở trên đường đó. Thì tôi nghĩ đó là một cái văn hóa lái xe nữa. Thì anh có nhận xét gì về cái này?
Thì thực ra thì cũng lại hơi đáng tội đối với chiếc xe này, chứ cũng không phải là do người sử dụng. Vậy đầu tiên ấy, nó là một chiếc xe khá to so với dòng xe sử dụng hàng ngày, cho nên là nó sẽ bị gây sự chú ý. Ngoài ra nữa là tất cả anh em chơi bán tải thường là thích độ thì lại càng bị gây sự chú ý. Khi mà đã gây sự chú ý rồi thì một người sai thôi cũng sẽ lại thành một tâm điểm. Rõ ràng một điều chúng ta lưu thông ở trên đường cũng thế thôi, rất nhiều xe, văn hóa lái xe ở Việt Nam mình nói thật sự nó vẫn chưa ở mức tốt. Đấy là tôi dám khẳng định, chứ không phải là bán tải riêng. Nhưng do rằng là cái sự gây sự chú ý quá lớn như thế thì tất cả những cái điểm gì đấy đều là đổ dồn cho bán tải. Nhất là bây giờ là tất cả các trang mạng, tất cả các cái trang về giao thông các thứ thì đều đưa lên tất cả các tin như vậy. Thì tôi nghĩ rằng là không ai muốn chiếc xe của mình là một phát cái lên một cái trang để mà phê phán một chiếc xe đấy, tất cả ai đều giống nhau thôi. Nhưng do rằng là một cá thể nào đấy và nó làm ảnh hưởng đến cả một tập thể. Còn đâu văn hóa lái xe, tôi nghĩ rằng là đặc biệt đối với bán tải, thí dụ tôi cũng đang chơi trong một cái câu lạc bộ cũng vậy, tất cả anh em đều đưa ra những quy định, quy tắc khi sử dụng chiếc xe, đặc biệt là khi lưu thông trên đường. Và tất cả nếu như chiếc xe nào trong câu lạc bộ mà tức là bị phạm trong cái quy tắc đấy thì đều sẽ bị loại ra khỏi hội, và ngoài ra sẽ có những cái hình thức phạt, và chúng tôi đều có ký cam kết với nhau cái điều đấy. Thì rõ ràng một điều là chúng tôi có kỷ luật hơn rất nhiều so với tất cả các dòng xe khác. Như vậy thì đúng là một con sâu làm rầu nồi canh đúng không ạ? Và tham gia chương trình trải nghiệm lần này thì anh có cái những cái cảm nhận như thế nào? Nói chung là đi cái hành trình, đặc biệt là hôm qua tôi chạy qua mấy cái track ấy, thì đấy là lần đầu tiên tôi off-road trên chiếc Raptor này, và tôi được hiểu nhiều hơn về chiếc xe đó, và tôi lại thấy là chiếc xe làm được nhiều hơn những gì mà tôi nghĩ. Đặc biệt là nếu như một chiếc xe Raptor mà nếu mà chỉ sử dụng trên đường nhựa thôi ấy, thì gần như 6 chế độ mode của xe gần như sẽ không dùng đến. Hơi Nhưng uổng ngay phí đúng không ạ? hơi phí. Và hôm qua thì tôi được sử dụng nhiều hơn như thế so với những cái gì mà tôi đang sử dụng hàng ngày, thì tôi thấy rằng là chiếc Raptor cho tôi một cái cảm giác nó hoàn toàn an toàn. Hôm qua thí dụ như là đi qua những cái độ nghiêng xe, tôi nghĩ lúc đấy nó cũng rơi vào khoảng tầm hơn 30 độ ấy. Hoàn toàn chiếc xe ổn định và đi qua một cách an toàn. Thì điều đó cho tôi thấy rằng là cái hệ thống treo và cái hệ thống hỗ trợ của chiếc xe nó là tuyệt vời. Và hôm qua tôi cũng trực tiếp cầm lái và đi qua những cái track đó thì rõ ràng là chiếc xe nó rất là ổn định, và ngồi trong xe mình không có cảm giác là nó sợ hãi, Đấy, nó rất là an toàn, an tâm đúng đúng rồi. không ạ? Mặc dù là lái xe tay lái nghịch, anh có còn chia sẻ thêm cái gì nữa không ạ? Thì chia sẻ một chút đối với những người mà đang còn phải lăn tăn về một chiếc xe bán tải, bởi vì cũng rất nhiều người khi mà chiếc xe đầu tiên của họ, họ có thể rất thích chiếc xe bán tải bởi vì nó rất là phong cách, rất nam tính và có thể hỗ trợ rất nhiều cho cuộc sống của họ, nhưng họ lại sợ một cái sự cồng kềnh trong trong phố chẳng hạn. Thì thực ra ấy, suy nghĩ đấy thì ai cũng có, nhưng chúng ta phải có sự trải nghiệm đối với chính chiếc xe đấy, bởi vì thực ra nó là một tài sản lớn thì các bạn nên phải trải nghiệm thực sự đối với chiếc xe. Nó khi mà tôi đã sử dụng nó hàng ngày ấy, thì tôi thấy rằng là nó cũng không khác gì những chiếc xe khác cả. Khi mà chúng ta cảm giác rằng là đây là cái đoạn đường này nó vừa đủ cho chiếc xe chúng ta đi được thì chúng ta mới vào, còn không đủ thì chúng ta phải chọn chọn một phương án khác, chứ không nên đi cố. Thì đối với chiếc xe nhỏ cũng vậy thôi, chúng ta không nên cố vào một cái cung đường mà chúng ta không đi được. Thì đối với những chiếc xe to ấy, thì chúng ta nên cân nhắc một số điều. Thứ nhất, đấy là cái điểm đỗ xe ở trên phố thì nói chung là có một số điểm nó sẽ hơi khó một chút. Thì đấy là những cái điều chúng ta phải cân nhắc trước đối với những chiếc xe này. Nhưng bù lại là những cái điểm lợi của chiếc xe bán tải thì nó lại quá nhiều. Ví dụ như là cái sự đa năng của nó, tức là về vận chuyển cũng được, đi xa cũng được, mà ngồi đủ người, các cái trang bị hỗ trợ trên xe cũng cao cấp, chả kép khác gì một chiếc SUV cả. Thì đấy là một cái điểm mà tôi nghĩ rằng là bỏ ít mà ăn nhiều đấy, đúng không? Đó cũng là một cái thế mạnh của xe bán tải đúng không ạ? Và rất cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của anh Hồng Đăng, và chúc anh luôn thành công trên con đường của mình ạ. À.